Đây là chuyên mục sách nói, chuyên về các cuốn sách tài chính cá nhân. Nếu có điều kiện mua sách, bạn hãy mua để ủng hộ tác giả. Thịnh vượng tài chính tuổi 30 tập 2. Tác giả Gu Duc Song. Thanh toán tín dụng theo giai đoạn, một cái bẫy. Vậy thì tốt rồi, tôi rất vui vì cậu đã tiếp thu ý kiến của tôi. Còn khoản nợ thẻ tín dụng thì sao? Dạ, vừa nhắc đến thẻ tín dụng, Chu Sốc Chuôn lập tức nhớ đến cuộc sống trả nợ mà trưởng phòng Trang đã nói với anh. Lần này anh rất muốn nghe xem giáo sư Masu có cao kiến gì. Đầu tiên tôi muốn hỏi cậu, trả góp trong vòng 3 tháng không lãi suất có tốt hơn là trả tiền mặt một lần không? Đương nhiên rồi, tiền mặt nằm trong tay chúng ta có thể sinh lãi. Lãi là bao nhiêu? Vấn đề là ở chỗ công ty bán hàng sẽ làm cho cậu cảm thấy bùi tai và khuyến khích cậu mua những món không cần thiết. Chiến lược kinh doanh của họ rất lợi hại. Các công ty tín dụng thì không ngừng khuyến khích những người có khả năng chi tiêu hạn chế rằng hãy dùng tấm thẻ đó để hưởng thụ thú vui mua sắm, ăn uống, vui chơi đi. Thế là một số người bị mê hoặc bởi những lời tuyên truyền đó, cứ đến cuối tuần là đến các trung tâm mua sắm cho con học ở những trường lớn. Nhưng dùng thẻ tín dụng có thể được hưởng ưu đãi giảm thuế. Hơn nữa, chương trình tích điểm của thẻ cũng được chiết khấu. Chu Sốc Chuôn không tán thành việc lạm dụng thẻ tín dụng, nhưng anh muốn nói rằng nếu sử dụng đúng cách thì có thể được lợi từ thẻ tín dụng. Nếu một người chưa được độc lập về mặt tài chính mà cho rằng dùng thẻ tín dụng để được chiết khấu thì rất nguy hiểm. Ưu đãi đó cũng chỉ là chiêu bài của công ty phát hành thẻ tín dụng. Lý do tồn tại duy nhất của thẻ tín dụng là ở mục đích tạo ra các khoản nợ. Hãy thử nghĩ xem, nếu không có thẻ tín dụng, cậu có mua nhiều đồ như thế không? Có nợ nần chồng chất như thế không? Chính vì có thẻ tín dụng đứng sau lưng yểm trợ, nên khi đến trung tâm mua sắm, chúng ta mới lãng phí như vậy. Thầy nói cũng đúng, vợ em bình thường tính toán rất chi li, nhưng cứ ra siêu thị là vội vàng nhặt đồ chất vào đầy xe, bởi vì mua vượt quá một số tiền nào đó sẽ được hưởng ưu đãi không lãi suất, cho nên thường mua đại những món đồ chưa dùng đến cho đủ số tiền. Chu Sốc Chuôn định về nhà giảng giải cho vợ anh hiểu về những sai lầm khi dùng thẻ tín dụng. Những lần mua sắm như vậy tích lũy lại sẽ thành một món nợ lớn, đè nặng lên vai cậu. Một khi có nợ thẻ tín dụng, chúng ta sẽ mất tự tin đối với đồng tiền, có cuộc sống không có kế hoạch. Cuối cùng chúng ta phải kiếm tiền bạt mạng để trả những khoản nợ và lãi đó. Ước mơ của chúng ta thì ngày một xa dần. Giáo sư Masu nhấn mạnh, nếu chúng ta vay tiền để mua xe và đồ hiệu nhằm thỏa mãn ý thích của mình, thì sau một thời gian, giá trị của xe và hàng hiệu sẽ mất đi, chỉ còn lại một khoản nợ. Nó sẽ gặm nhấm dần tương lai của chúng ta. Trong lúc giáo sư Masu nói, mặt Chu Sốc Chuôn ngày càng đỏ hơn. Trước đây, anh thấy việc chi tiêu vô độ của mình chỉ để lại một vài món nợ, nhưng không nghĩ là quan niệm chi tiêu của mình là sai lầm. Điều duy nhất an ủi anh là anh đã tỉnh ngộ. Sau này anh sẽ không sa đà vào bẫy của các công ty bán hàng nữa. Huyễn hoặc và sai lầm. Hình thức trả góp miễn lãi suất 3 tháng có lợi hơn dùng tiền mặt mua trực tiếp, bởi lẽ tiền mặt có được có thể tạo ra nhiều lãi suất hơn. Ý kiến của chuyên gia. Hình thức trả góp miễn lãi suất 3 tháng chắc chắn không thể giúp bạn trở thành triệu phú. Ngược lại, quan niệm này sẽ khiến bạn rơi vào bẫy tiêu dùng. Hơn nữa, phần lớn những người sử dụng hình thức này do đều không thể trả hết khoản nợ trong thời gian quy định, nên để trả khoản nợ này sẽ lấy chỗ nọ, đập chỗ kia, cuối cùng lại gánh thêm các khoản nợ khác. Hiệu ứng đòn bẩy của nợ nần, rủi ro lớn hơn nhiều lợi ích. Khoản nợ cuối cùng là khoản gì? Dạ, đó là tiền vay ngân hàng ạ. Thực ra mục đích vay ngân hàng của em là để đầu tư cổ phiếu. Số tiền này là 30 triệu won, với lãi suất là 3 triệu won một năm. Nhưng nếu cổ phiếu có thể sinh lời 30%, thì thu nhập từ đó sẽ là 9 triệu won. Sau khi trả hết lãi, vẫn còn 6 triệu won. Em làm vậy là do khoản tiền quay vòng khá căng, nên lúc nào em cũng cảm thấy phải làm chút gì đó. Trước đó, do bán tháo cổ phiếu quá sớm nên anh đã lỗ rất nhiều.
Giờ đây anh cũng phải bắt đầu nghi ngờ việc hình thức đầu tư này liệu có thông minh hay không. Điều cậu vừa nói chính là hiệu ứng đòn bẩy nợ nần. Đàn ông Hàn Quốc, đặc biệt là những người ở độ tuổi 30-40, thường giấu vợ con mở một tài khoản để chơi cổ phiếu, với mục đích là kiếm ít tiền tiêu vặt. Nhưng nguyên tắc cơ bản nhất trong đầu tư cổ phiếu là phải sử dụng tiền nhàn rỗi, chứ không phải là vay tiền để chơi. Vay tiền để chơi cổ phiếu có thể khiến cậu nếm phải trái đắng, thậm chí nếu hơi bất cẩn sẽ ủ thành một cốc rượu đắng. Bề ngoài thì là dùng tiền của người khác để kiếm tiền, nhưng trên thực tế, vay tiền để đầu tư sẽ gây ra tổn thất gấp đôi cho đầu tư và lãi suất. Nhìn chung, những ví dụ thành công rất ít. Nếu cậu không phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp, biện pháp thông minh nhất chính là nhanh chóng kết thúc việc vay tiền chơi cổ phiếu này lại. Cho dù giáo sư không nói thì bây giờ em cũng đã rất hối hận rồi ạ. Bởi lẽ lấy tiền vay cộng với lãi suất để đầu tư khiến em rất lo lắng. Điều này cũng ảnh hưởng đến kết quả phán đoán của bản thân em về thời cơ trong thị trường cổ phiếu. Chu Suk Chun đã đi ngược lại với nguyên tắc đầu tư bắt buộc phải sử dụng tiền nhàn rỗi, do đó anh đã phải trả một cái giá khá đắt. Huyễn hoặc và sai lầm. Lợi dụng hiệu ứng đòn bẩy nợ nần để có thể giành được lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Ý kiến của chuyên gia, người vay trở thành nô lệ của người cho vay, mức độ nguy hiểm của khoản nợ lớn hơn rất nhiều so với lợi ích có được trong hiệu ứng đòn bẩy nợ nần. Hãy vứt bỏ ý nghĩ ngu xuẩn, dùng tiền của người khác để kiếm tiền đi. Xin hãy ghi nhớ nguyên tắc đầu tư bắt buộc phải sử dụng tiền nhàn rỗi. Cậu nghĩ thế nào về 4 khoản nợ của mình? Trước đây em thật sự không hiểu về nợ nần, nhưng khoản nợ đó đã khiến cho tiền dưỡng già của em sau này tiêu tan hết. Em cảm thấy đau quá thầy ạ. Giáo sư Masu nói rất đúng, mỗi tháng tiết kiệm 400.000 won, sau 30 năm bạn sẽ có thể có được 800 triệu won tiền dưỡng già. Nếu như lấy 400.000 won đó dùng vào việc trả khoản lãi suất 1.560.000 won mỗi tháng, 30 năm sau sẽ là một con số hết sức khả quan. Một phép tính sơ sơ như vậy khiến Chu Suk Chun như một quả cầu xì hơi ngồi bẹp dí trên ghế. Cậu cũng đừng lo lắng quá, sau khi thanh toán hết nợ nần, làm lại từ đầu, cậu vẫn sẽ có cơ hội để trở thành người có tiền. Nhưng làm thế nào để trả hết những khoản nợ đó đây ạ? Đầu em hiện giờ trống rỗng, với tình trạng như hiện nay của em, muốn trong một thời gian ngắn thanh toán hết các khoản nợ nần, quả là hết sức phi lý. Tiền tiết kiệm thì không thể đủ trả nợ. Thầy có thể cho em một vài hướng đi cụ thể không ạ? Thái độ của Chu Suk Chun rất thành khẩn, sự lo lắng thể hiện rõ trong đôi mắt anh. Xây dựng bài toán chi tiêu, bước đầu tiên để trở thành người giàu có. Buổi nói chuyện giữa Chu Suk Chun và giáo sư Masu dần trở nên căng thẳng. Đây cũng chính là nội dung tiếp theo mà tôi sẽ nói với cậu. Để trả nợ, trước hết phải cắt giảm chi tiêu. Chỉ nghĩ mà không làm thì không thể được. Đối với những người này, ngày hôm qua còn vui vẻ sung sướng sử dụng thẻ tín dụng để mua hàng, hôm nay phải thắt lưng buộc bụng để sống qua ngày, thực sự là một việc rất khó thực hiện. Vì vậy, chúng ta cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, xây dựng một dự toán chi tiêu theo tháng cho gia đình. Dự toán chi tiêu theo tháng ạ? Thu nhập và chi tiêu của gia đình cũng chỉ có mấy mục, đếm trên đầu ngón tay. Chu Suk Chun quả thực không thể hiểu nổi tại sao phải lập dự toán chi tiêu hàng tháng. Đúng vậy, chúng ta chỉ lập dự toán chi tiêu theo tháng cho những khoản chi tiêu cần thiết, từ đó có thể đảm bảo được rằng các khoản chi của chúng ta sẽ nằm trong dự toán. Một dự toán tốt sẽ nhắc nhở chúng ta chi tiêu một cách hợp lý, xóa bỏ những ý tưởng chi tiêu tùy hứng. Mục đích của việc làm này là sử dụng đúng mục đích số tiền có hạn. Nhưng điều này cũng không thể dựa vào sức của một người. Cách tốt nhất là hai vợ chồng cùng bàn bạc đưa ra dự toán của tháng tiếp theo, viết ra giấy và dán tờ giấy đó ở vị trí dễ thấy nhất. Xin hãy nhớ một điều, không cho phép thực hiện những khoản chi ngoài dự toán. Nhưng thưa thầy, lập dự toán sau đó làm theo dự toán chẳng phải là trở thành nô lệ cho đồng tiền hay sao?
Cuộc sống bị bó buộc trong một cái khung như vậy không cho phép bản thân được hưởng thụ niềm vui nào. Cuộc sống như vậy có khác biệt gì so với cuộc sống nô lệ? Chú Sốc Chun không thể lý giải nổi cuộc sống như vậy thì có ý nghĩa gì. Cậu luôn là người hiểu vấn đề, nhưng cậu nói như vậy khiến tôi rất thất vọng. Tôi hỏi cậu, dự toán là do ai lập ra? Đương nhiên là do em lập ra, và đó là kết quả sau khi thương lượng với vợ. Hành động theo những quy tắc mà bản thân mình đưa ra không thể gọi là cuộc sống nô lệ. Ngược lại, đó là một cuộc sống tự do thực sự. Thông qua việc lập dự toán chi tiêu hàng tháng, mỗi khoản chi tiêu đều được quy định bởi một khoản cụ thể. Điều này giống với việc đánh số cho các khoản chi tiêu, để chúng phải phục vụ theo mệnh lệnh của cậu. Như vậy, tiền sẽ hoàn toàn nghe theo sự điều khiển của cậu mà không chạy lung tung. Chỉ có kiểm soát được tiền, cậu mới có thể làm chủ cuộc sống của mình. Bây giờ cậu đã hiểu ý tôi rồi chứ? Dạ, em hiểu rồi ạ. Đúng là suy nghĩ của em quá đơn giản. Chu Sốc Chun đồng ý với cách giải thích của giáo sư Ma Su. Không sao, đây mới chỉ là sự khởi đầu. Biết thừa nhận bản thân gặp khó khăn trong vấn đề tài chính và quyết tâm thay đổi, điều đó mới là quan trọng nhất. Lần trước, cậu đã liệt kê ra được tình hình tài chính của mình. Sau khi hiểu được thực lực của bản thân, tiếp theo phải xây dựng được mục tiêu tài chính. Nhưng để làm được điều đó, trước tiên phải xóa bỏ trở ngại lớn nhất cản trở việc đạt được mục tiêu, đó là các khoản nợ. Và dự toán chi tiêu chính là bước cụ thể hóa để hoàn thành mục tiêu tài chính. Nhưng thưa thầy, em luôn cảm thấy không biết phải làm thế nào, các khoản chi của em từ trước đến nay đều không có kế hoạch. Do từ trước tới nay, Chu Sốc Chun chưa từng lập dự toán cho các khoản chi tiêu của mình. Bây giờ đột nhiên phải lập dự toán chi tiêu theo tháng, anh cảm thấy có đôi chút khó khăn. Cậu đừng làm phức tạp việc này, dùng quyển sổ chi tiêu của gia đình hoặc phần mềm Excel lập ra các khoản chi tương đương với mức thu nhập của cậu, sau đó thực hiện nghiêm chỉnh theo các mục tiêu đã đề ra này. Giáo sư Ma Su cho biết ông đã từng gặp rất nhiều người thành công trước đây, đã từng thất bại chỉ vì một lý do là hàng năm họ đã dành quá nhiều thời gian vào việc chi tiêu nhưng lại không chịu bỏ ra mấy tiếng để suy nghĩ xem dùng tiền vào việc gì. Ông nhấn mạnh hơn nữa tầm quan trọng trong việc quản lý tài chính. Có rất nhiều người mỗi khi đề cập đến vấn đề tài chính đều nghiêng về việc đem tiền của mình giao cho các công ty đầu tư có thể mang lại nguồn lợi lớn hơn quản lý hộ. Nhưng có một điều quan trọng hơn so với đầu tư, đó là trước tiên chúng ta phải hình thành thói quen quản lý một cách hợp lý khoản tiền của mình. Có nghĩa là việc lập dự toán và thực hiện dự toán mới là cái tinh túy nhất của vấn đề quản lý tài chính. Nếu như thu nhập mỗi năm của cậu là 40 triệu won, sau 40 năm làm việc, trong tay cậu đã có khoản tiền khổng lồ là 1 tỷ 600 triệu won, đồng nghĩa với việc cậu có khả năng trở thành triệu phú. Hơn nữa, nếu như khoản tiền này được quản lý một cách hợp lý, 1 tỷ 600 triệu won này có thể tăng lên gấp mấy chục lần, thậm chí là mấy trăm lần. Nhưng nếu bây giờ cậu cứ tiêu tiền theo ý thích, phạm phải sai lầm của người khác, thì sau khi tiêu hết số tiền trên, cậu sẽ bước vào giai đoạn tuổi già, không có nguồn kinh tế. Cậu sẽ trở thành một gã nghèo xác xơ, không một xu dính túi. Chu Sốc Chun không dám tin rằng đời mình sẽ có 1 tỷ 600 triệu won, và điều càng làm anh ngạc nhiên là số tiền này nếu quản lý một cách hợp lý còn có thể tăng lên được mấy chục, thậm chí là mấy trăm lần. Thưa giáo sư, làm thế nào mới có thể quản lý tốt số tiền này? Đương nhiên, em sẽ làm theo những gì giáo sư hướng dẫn. Hôm nay sau khi về nhà, em sẽ lập dự toán chi tiêu theo tháng, nhưng chỉ dựa vào nó có thể làm được tất cả không ạ? Nếu như muốn làm giàu, phải chăng vẫn còn có cách đặc biệt khác? Chu Sốc Chun có đôi chút nghi hoặc, anh dưới người sát vào giáo sư Ma Su. Ai cũng muốn biết làm thế nào để nhanh chóng làm giàu, nhưng thực tế lại không có cách nào cả. Để trở thành người có tiền, bắt buộc phải tuân theo nguyên tắc chi ít hơn thu, không được có cuộc sống nợ nần. Sau khi lập xong dự toán, cho dù phải thắt lưng buộc bụng cũng không được lạm chi, dùng số tiền dôi ra của mỗi tháng để tiết kiệm hoặc đầu tư chính là một cách làm giàu.
Đương nhiên làm giàu còn có nhiều cách khác, nhưng các cách đó không hiệu quả và đơn giản bằng việc quản lý hợp lý nguồn thu của mình. Thà rằng bắt tay và làm ngay từ bây giờ để từng bước tiến gần đến mục tiêu mà mình đề ra, còn hơn là ôm giấc mộng trúng xổ số. Nghe thầy nói như vậy, em hoàn toàn tin tưởng vào việc tiết kiệm có thể làm giàu. Chú Sốc Chun gật gù nói. Thật vậy sao? Tôi hỏi cậu một câu nữa. Bây giờ cậu có bao nhiêu thẻ tín dụng? Hình như em có 5 cái ạ. Nhưng còn mấy cái dường như không đụng đến. Em để trong ngăn kéo. Vậy thì hôm nay sau khi về nhà, cậu hãy hủy hết những chiếc thẻ tín dụng đó, dùng kéo cắt nát đi. Đương nhiên là cả thẻ tín dụng của vợ cậu nữa. Chú Sốc Chun hết sức ngạc nhiên. Cậu hoàn toàn có thể hiểu được ý đồ của giáo sư khi không muốn cho cậu sử dụng thẻ tín dụng nữa. Nhưng nghĩ đến có lúc trong người không đủ tiền, liệu có nên giữ lại một hai cái dùng trong những việc cần thiết? Chú Sốc Chun đã nói ra suy nghĩ đó của mình. Trước khi có quyền chủ động về tiền, cậu tuyệt đối không được có suy nghĩ nhu nhược như vậy. Bởi lẽ tình hình của cậu bây giờ rất tồi tệ. Nếu thực sự không tiện cầm theo tiền mặt, có thể sử dụng thẻ ATM để chỉ có thể rút tiền trong tài khoản ngân hàng. Bây giờ cậu đang ở trong tình trạng một sống một còn với các khoản nợ. Trước khi có thể kiểm soát được các khoản nợ của mình, tuyệt đối không được dùng thẻ tín dụng. Phải nhớ rằng không quyết đoán trong những hành động cụ thể sẽ không thể có bất kỳ hiệu quả nào. Cậu có dám đảm bảo là mình sẽ làm được điều này hay không? Vậy em sẽ cố gắng hết sức ạ. Nhưng thưa thầy, tuy miễn cưỡng đồng ý, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, kiểu gì cũng phải giữ lại một cái thẻ tín dụng. Do đó, anh lại bắt đầu thuyết phục giáo sư Masu. Nhưng không được, thưa thầy. Em chợt nghĩ đến nếu như người nhà em bị ốm, cần phải dùng đến tiền thì làm thế nào? Nếu như hủy hết các thẻ tín dụng, khoản tiền dư thừa hàng tháng dùng vào việc trả nợ, em phải làm thế nào để xử lý những việc đột xuất như vậy? Để phòng những việc đó, em có thể giữ lại một chiếc thẻ tín dụng được không ạ? Giáo sư Masu cho rằng suy nghĩ chuẩn bị tiền cho những việc đột xuất rất tốt, nhưng không đồng tình với việc sử dụng thẻ tín dụng để giải quyết những việc đột xuất. Thôi được, giống như cậu nói, cuộc sống của chúng ta đâu đâu cũng tồn tại những biến cố không thể dự đoán trước. Do vậy, khi trả nợ phải sử dụng một vài bí quyết. Bây giờ, tôi sẽ nói cho cậu biết nguyên tắc 70-30 trong việc thanh toán các khoản nợ. Bước thứ 2, nguyên tắc trả nợ 70-30. 70-30 là chỉ 70% thu nhập dùng cho những chi tiêu hàng ngày, 30% còn lại dùng cho việc trả nợ, phải không ạ? Cậu sai rồi. 70-30 không phải là chỉ toàn bộ thu nhập, mà là chỉ số tiền còn dư ra mỗi tháng. Ví dụ thu nhập của một gia đình nào đó là 4 triệu won. Khoản chi hàng tháng nhất định phải là con số 3 triệu won. Như vậy số tiền còn lại sẽ là 1 triệu won. Tiếp theo, đem số tiền 1 triệu won đó chia theo tỷ lệ 70-30, tức là 700.000 won dành cho việc trả nợ, 300.000 won còn lại để cho tiết kiệm. Nhưng nếu như dành cả 1 triệu won để trả nợ, chẳng phải sẽ nhanh chóng trả hết nợ hay sao ạ? Chu Sốc Chun hỏi lại, dường như anh vẫn chưa thực sự hiểu vấn đề lắm. Cậu nghĩ như vậy tôi cũng không lấy làm lạ. Trên thực tế có rất nhiều người làm như vậy. Nhưng do khoản chi bị kiểm soát nghiêm ngặt, số tiền dôi ra hàng tháng cũng được để dành trả nợ hết. Điều đó có nghĩa là một tháng cậu sẽ không để ra được một đồng nào cả. Nếu mấy tháng liền đều như vậy, chắc chắn cậu sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Số tiền kiếm được lập tức được dùng để trả nợ. Lúc đó chắc chắn cậu sẽ đặt câu hỏi, mình sống vì điều gì? Từ đó dần dần mất đi hứng thú trong công việc hàng ngày. Nếu lúc đó đột nhiên nảy sinh vấn đề mà cậu đã từng đề cập đến, ví dụ như trong nhà có người cần phải phẫu thuật và cần một khoản tiền lớn, nếu vậy đành phải lựa chọn vay tiền qua thẻ tín dụng hoặc vay tiền người khác. Đến lúc đó tất cả những nỗ lực trước kia của cậu đều đổ xuống sông xuống biển. Thầy nói rất đúng ạ, nhưng mỗi tháng chỉ dành ra khoảng 30% tiền dôi ra để tiết kiệm, liệu có thể giải quyết được vấn đề không ạ? Số tiền này chính là tiền gốc. Số tiền gốc tăng lên theo thời gian, niềm tin của cậu cũng sẽ dần hồi phục.
niềm tin này sẽ giúp cậu có đủ năng lực để chèo lái con thuyền tài chính của mình và sẽ càng mạnh lên. 70% dùng cho việc trả nợ sẽ khiến cho khoản nợ ngày càng ít đi. 30% dùng cho việc tiết kiệm sẽ làm cho số tiền gốc ngày càng tăng lên. Cứ như vậy, vòng tuần hoàn xấu gây ra bởi nợ nần sẽ bị chặt đứt, tình hình tài chính sẽ dần đi vào quỹ đạo. Bước thứ 3, điều chỉnh triệt để cơ cấu. Chú Sốc Chun lắng nghe từng lời nói của giáo sư Masu, anh cảm thấy trước mắt mình đã xuất hiện ánh sáng của niềm hy vọng. Bây giờ, phải xem xét một vấn đề là đến bao giờ cậu có thể trả hết các khoản nợ. Chú Sốc Chun cũng rất nóng lòng được biết câu trả lời. Anh thay đổi tư thế ngồi, chăm chú nhìn vào bảng thống kê của giáo sư. Trong các khoản nợ của cậu, khoản nợ ngân hàng dùng vào việc đầu tư cổ phiếu có thể giải quyết bằng cách bán hết những cổ phiếu đó đi. Còn các khoản nợ khác trong bảng này, nếu như thông qua dự toán, có thể đảm bảo mỗi tháng dành ra 3.500 won trong số tiền dôi ra hàng tháng để trả nợ. Cậu nên bắt đầu từ những khoản nợ nhỏ. Sao lại thế được ạ? Tại sao lại không bắt đầu từ những khoản nợ có lãi suất nhiều ạ? Chú Sốc Chun hơi ngạc nhiên, bởi nếu theo suy nghĩ của người bình thường, để tránh phải trả lãi suất nên ưu tiên trả những khoản nợ để ra lãi nhiều nhất. Phân tích từ góc độ lý tính, trước tiên phải trả những khoản nợ để ra lãi nhiều là chính xác. Nhưng đứng từ góc độ hiện thực, coi các khoản nợ nhỏ là điểm đột phá mới là một bí quyết để trả hết các khoản nợ trong thời gian ngắn nhất. Ồ, Chu Sốc Chun gật gù với lời giải thích của giáo sư Masu. Chúng ta hãy cùng làm một phép tính nhé. Thông qua dự toán, chúng ta bảo đảm dành 700.000 won để trả nợ, cộng với 285.000 won dùng để trả góp khoản vay thẻ tín dụng mỗi tháng. Như vậy, mỗi tháng chúng ta sẽ có 985.000 won để trả khoản nợ thứ nhất. Khoản thẻ tín dụng trong khoảng 4 tháng, chúng ta sẽ trả hết số nợ này. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ lại dùng 985.000 won cộng với số tiền phải trả góp hàng tháng mua xe ô tô là 386.000 won, tổng cộng là 1.370.000 won để giải quyết khoản nợ thứ hai. Khoản tiền vay còn lại dùng để trả tiền góp mua ô tô và sau 8 tháng, cậu sẽ trả hết khoản tiền này. Trong một năm, cậu có thể trả hết tất cả các khoản nợ trừ khoản nợ mua nhà. Trước đó, chúng ta cũng đã từng nhắc đến mỗi tháng số tiền cả lãi lẫn gốc để trả tiền vay đặt cọc mua nhà lên đến 2 triệu won. Đây là một gánh nặng rất lớn đối với thu nhập của cậu. Vì vậy, chúng ta tạm thời không động đến khoản tiền 100 triệu won. Trước tiên, phải trả khoản nợ 100 triệu won. 1.370.000 won cộng với 1 triệu won tiền trả mỗi tháng trong tổng số 100 triệu won là 2.370.000 won trong vòng 42 tháng, cậu có thể trả cả lãi lẫn gốc số tiền 100 triệu won đó. Thời gian trả nợ tiền mua nhà là 20 năm. Nếu như cậu quyết tâm trả hết nợ trong thời gian nhanh nhất, trong vòng 3 năm rưỡi, cậu sẽ trả được hết một nửa số tiền vay mua nhà. Trong thời gian 5 năm thực hiện kế hoạch trả nợ, tất cả các khoản nợ, không kể đến một nửa khoản tiền vay mua nhà còn lại được trả hết. Ngoài ra, mỗi tháng còn có một khoản tiền nhàn rỗi là 2.370.000 won dùng để đầu tư vào việc khác. Cậu hãy nhớ kỹ điều này. Nếu như 5 năm sau, cậu dùng số tiền là 2.370.000 won này đầu tư vào quỹ tương hỗ với lãi suất là 10%, cậu có biết 20 năm sau, số tiền để dành dưỡng già của cậu là bao nhiêu không? Không nên nghi ngờ vào thính giác của mình, cậu sẽ có một khoản tiền là 1 tỷ 600 triệu won. Quả là một cách tính thần kỳ, Chu Sốc Chun gật gù tán thưởng, nhưng trong giây lát lại trở nên dầu dĩ. Anh tiếp tục hỏi giáo sư Masu. Thưa thầy, em tính nhầm các khoản chi tiêu của mình, mỗi tháng gần như không để dành ra được khoản nào cả. Cho dù em có thắt lưng buộc bụng, em e rằng nguyên tắc 70-30 của thầy không phù hợp với em. Em phải làm sao ạ? Đây chính là do các món nợ quá nhiều gây ra. Lúc này cậu bắt buộc phải điều chỉnh lại cơ cấu tài chính của gia đình.
Điều này giống như việc điều chỉnh cơ cấu mà rất nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã làm trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế châu Á. Cậu bắt buộc phải xử lý hết những tài sản không cần thiết và không có hiệu quả đối với gia đình cậu, sau đó dùng khoản thu nhập có được để trả các món nợ. Vậy sao? Xử lý hết các tài sản đó, như vậy là thế nào thưa thầy? Cách xử lý hết các tài sản khiến Chu Seok-jun cảm thấy rất mơ hồ. Ví dụ thay đổi nhà ở và xe ô tô mà cậu đang có hiện nay để phù hợp hơn với thực lực tài chính của cậu. Như vậy, số tiền dư ra có thể trả một khoản nợ rất lớn. Khoản nợ và số lãi phải trả hàng tháng cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, nay cậu đang ở một căn nhà rất rộng, đi xe đẹp, nhưng cậu lại là nô lệ của đồng tiền. Chỉ bằng bây giờ, hãy trở thành chủ nhân của đồng tiền. Đợi sau này khi đã có thực lực kinh tế, sẽ lại đi mua nhà to và xe đẹp. Còn có một điểm rất quan trọng, đó là phải gia tăng thu nhập cơ bản của cậu. Có lẽ cậu sẽ vì sĩ diện mà không muốn làm như vậy, nhưng với thu nhập hiện nay của cậu, số tiền tiết kiệm được sẽ không đủ để trả nợ. Vì vậy, rất cần phải tận dụng thời gian ngoài giờ làm để tăng thu nhập của mình. Tôi nghĩ tôi đã giải thích rõ ràng rồi chứ? Dạ vâng, rất cảm ơn thầy. Thực lòng mà nói, em hiểu rất rõ cuộc sống sau này sẽ hết sức khó khăn. Nhưng em sẽ không lùi bước. Để có được một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai, em nhất định sẽ kiên trì. Khi bản thân không còn nghĩ ngợi đến việc nhà to và xe đẹp nữa, Chu Seok-jun cảm thấy thực tế hơn rất nhiều. Anh cũng nhận thấy phải tự tin để giải quyết tất cả những vấn đề trước mắt. À, cậu có bảo hiểm y tế và bảo hiểm tài sản không? Trong lúc cất máy tính xách tay, giáo sư Masu đột nhiên đưa ra câu hỏi này. Dạ, những thứ đó em đều không có ạ. Sức khỏe em hiện giờ vẫn tốt, mấy năm nữa chắc cũng không có bệnh tật gì. Bọn trẻ thì còn nhỏ, chưa đến lúc phải lo lắng đến vấn đề sức khỏe. Vợ em cũng nói ăn ngủ tốt là liều thuốc bổ, nên chúng em thấy rằng không cần thiết phải tốn tiền vào việc mua bảo hiểm y tế. Nói thẳng ra, nếu không được lợi gì từ bảo hiểm y tế thì tội gì phải tốn tiền vào việc đó ạ? Tiếc tiền bảo hiểm tôi có thể hiểu được, nhưng ai có thể đảm bảo được rằng những gì mà anh bạn Song Hyung Song của cậu gặp phải, cậu sẽ không gặp phải. Trong gia đình, nếu như có người lâm bệnh nặng, nếu như không có bảo hiểm, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Nếu như trong quá trình trả nợ, cậu gặp phải việc này, có thể sẽ phải gánh thêm nợ đấy. Nghe giáo sư Masu nói, Chu Seok-jun lại mất niềm tin. Giả dụ anh đã thắt lưng buộc bụng và đưa được tình hình tài chính trở về quỹ đạo, nếu như bệnh tật hiểm nghèo xảy ra, sẽ giống như một hòn đá lớn rơi trúng đầu anh và ném anh xuống 18 tầng địa ngục. Đúng là như vậy, kể từ khi gặp Song Hyung Song, em vẫn chưa hết bàng hoàng. Em sẽ về bàn với vợ, chắc chắn phải mua bảo hiểm y tế. Trước khi quyết định mua bảo hiểm, cậu phải tìm hiểu rõ hơn về nó. Nhưng tôi có thể nói trước cho cậu, cái gọi là bảo hiểm chính là khoản tiền bảo đảm dùng để lo cho những việc xảy ra ngoài ý muốn. Chúng ta hãy tranh thủ khi còn trẻ, kịp thời dùng một khoản tiền nhỏ mua bảo hiểm để có thể giải quyết được việc lớn sau này. Hãy dành ra từ 5 đến 8% tổng thu nhập để đầu tư cho các loại bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm bệnh tật, bảo hiểm trọn đời. Có những loại bảo hiểm này, cho dù là bệnh tật hay tai nạn, cũng đều rất khó có thể lấy đi hạnh phúc của cậu và gia đình cậu. Lòng tham sẽ gây ra tai họa khó lường. Sau khi trở về nhà, ngồi bên bàn ăn nhưng Chu Seok-jun lại không dùng cơm cùng cả nhà, anh mỉm cười nhìn vợ đang gỡ xương cá cho con. Sao vậy? Trên mặt em có gì à? Khó khăn lắm, khuôn mặt cau có suốt mấy ngày nay của Chu Seok-jun mới nở nụ cười. Anh đã làm cho em vất vả suốt mấy năm nay. Anh hôm nay sao vậy? Suốt mấy ngày nay trông anh rầu rĩ, em còn lo anh. Anh muốn bàn với em một chuyện. Chu Seok-jun nói cho vợ biết họ đang gặp rắc rối về tài chính và cả việc anh tìm gặp giáo sư Masu để nhờ giúp đỡ. Theo giáo sư Masu, chúng ta phải căn cứ vào tình hình tài chính hiện nay để đổi sang một căn hộ có diện tích nhỏ hơn, đồng thời cũng đổi sang dùng chiếc xe nhỏ hơn. Điều này chắc chắn sẽ gây ra một số bất lợi cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng chỉ còn cách đó,
vì chúng ta rất khó có thể có cách nào khác để vượt qua khủng hoảng tài chính lần này. Gượng chút, ý anh là chúng ta sẽ phải bán căn nhà này? Vợ chủ Xúc Chun kinh ngạc vì ý nghĩ của anh. Căn nhà này mua sau khi họ kết hôn, do vậy vợ anh có tình cảm đặc biệt với nó là điều không tránh khỏi. Nhưng anh đoán, sau khi suy xét kỹ càng, chắc chắn cô ấy sẽ ủng hộ quyết định của anh. Anh đã chẳng nói rõ rồi đó sao? Tình hình hiện nay của chúng ta không thể tiếp tục sống trong căn nhà như thế này. Cũng giống như em, chẳng lẽ anh sẽ vui khi bán ngôi nhà của mình ư? Nhưng em nghĩ thử xem, mỗi tháng vợ chồng mình phải bỏ ra bao nhiêu tiền để trả lãi ngân hàng. Anh nghĩ rằng sau khi hiểu rõ, chắc chắn em sẽ đồng ý với anh. Chu Xúc Chun nhìn thẳng vào mắt vợ và nói chắc như đinh đóng cột. Kể từ bây giờ, em sẽ tiết kiệm hơn, sẽ làm theo anh nói. Bắt đầu từ bây giờ, không sử dụng thẻ tín dụng, lập dự toán chi tiêu theo tháng. Như vậy là đủ rồi. Còn vấn đề đổi nhà, anh nhất định phải suy nghĩ lại. Anh có biết hàng ngày tại sao em lại tiết kiệm từng đồng như vậy không? Đó là vì ngôi nhà này đấy. Anh còn nhớ 2 năm trước khi nhà mình chuyển đến đây không? Anh và bọn trẻ thích ngôi nhà này đến thế nào? Em vẫn nhớ như in cái cảnh đó. Bà xã ơi, thật lòng mà nói, ngôi nhà này vẫn chưa phải là của chúng ta. Nó chỉ đứng tên của vợ chồng mình mà thôi. Căn nhà này thực chất là của ngân hàng. Bởi hơn một nửa tiền nhà là tiền của ngân hàng. Nhưng ngân hàng không cho chúng ta. Mỗi tháng anh đều bị họ trừ mất 1 triệu won từ tiền lương đấy. Càng nói, Chu Xúc Chun càng trở nên xúc động. Bọn trẻ thấy vậy, vội vàng trở về phòng của mình. Giọng của vợ anh mỗi lúc một to. Anh nói đúng, vợ chồng mình đã vay ngân hàng rất nhiều để mua căn nhà này. Nhưng lương của anh cũng không phải luôn tăng đó sao? Tại sao phải lo lắng đến vậy? Nếu như giá nhà tăng đến một mức nhất định nào đó, cho dù phải trả lãi suất, nhưng rất có thể sẽ được hưởng khoản chênh lệch giá. Những người giàu lên nhờ bất động sản bây giờ chẳng phải là rất nhiều đó sao? Nghe vợ nói vậy, Chu Xúc Chun tức nghẹn giọng. Anh nhớ đến câu nói của giáo sư Ma Su. Người Hàn Quốc có tình cảm đặc biệt với ngôi nhà của mình. Lúc này anh mới ý thức được rằng việc này không hề dễ giải quyết. Nếu như giá nhà không tăng như chúng ta mong muốn, chẳng phải cả đời này chúng ta cứ sống như hiện nay, mỗi tháng lấy ra 1 triệu won để quyên tặng cho ngân hàng hay sao? Ban nãy anh cũng đã giải thích với em rồi, 1 triệu won này không phải là con số 1 triệu won đơn giản. Nếu chúng ta không phải bỏ ra 1 triệu won để trả lãi ngân hàng mà dùng vào đầu tư thì khoản tiền thu được không biết sẽ gấp hơn bao nhiêu lần số tiền 1 triệu won đó. Bị động để chờ giá nhà tăng chỉ bằng mình chủ động đầu tư thì hơn. Vợ anh nói cần phải có thời gian suy nghĩ thêm. Chu Xúc Chun cho rằng như vậy cũng tốt. Dù có nói thế nào, nếu như không được vợ đồng ý và cảm thông, tất cả kế hoạch đều sẽ dậm chân tại chỗ. 2 tuần trôi qua nhưng vẫn không thấy vợ anh có phản hồi gì. Chu Xúc Chun có đôi chút lo lắng. 2 tuần lại đẻ ra bao nhiêu lãi đây? Thế là lại đi tòi 500.000 won. Chu Xúc Chun mua một ít bánh kẹo cho bọn trẻ, mệt mỏi trở về khu nhà mình ở. Anh ngồi xuống chiếc ghế dài dưới sân. Tuy trời đã tối, nhưng trong khu chung cư vẫn còn rất nhiều trẻ con đang chơi trượt patin, đạp xe và còn có rất nhiều cặp vợ chồng đang đi dạo sau bữa tối. Không được, dù có thế nào, tối nay cũng phải có kết luận cuối cùng. Việc này không thể để thế được. Nhìn đồng hồ, anh đứng dậy định ra về, bỗng nhiên phát hiện ra trước tòa nhà 103 đang tập trung một vài người. Anh lại gần để xem có chuyện gì. Ồ, thật là lạ, tối thế này mà vẫn chuyển nhà à? Chắc là căn hộ số 1502, nhà Hyun-suk, nhà họ phải chuyển đi. Bởi lẽ rất ít người chuyển nhà vào buổi tối nên mọi người đứng trước xe tải bàn luận. Đúng rồi, Hyun-suk ở căn hộ số 1502 chẳng phải là bạn của Ji-un đó sao? Chắc chắn Ji-un sẽ rất buồn. Vì trước khi ra khỏi nhà chỉ xỏ bộ đôi dép lê nên anh cảm nhận rõ cái xe lạnh của buổi tối mùa thu. Anh vội giả bước về nhà. Ji-un này, nhà Hyun-suk chuyển nhà đấy, sao con không sang chào bạn? Vừa đến cửa, Chu Xúc Chun liền thông báo ngay cho cô con gái Ji-un. Ồ, thật vậy sao? Em cũng không biết, tại sao lại chuyển nhà vào giờ này kia chứ? Vợ anh đang sắp xếp lại chăn gối cho bọn trẻ ngạc nhiên hỏi. Chắc là không sai, họ đang chuyển đồ ra khỏi nhà. Thật đúng là, tại sao chuyển nhà lại không thông báo với em một câu nhỉ? Em và mẹ Hyun-suk còn rất thân thiết đấy. Vợ anh quyết định đi chào nhà Hyun-suk, cô đưa cả Ji-un đi theo.
chưa đầy 30 phút sau đã thấy hai mẹ con về, thái độ của vợ có phần khác khác. Cô không nói một lời nào mà đi thẳng vào phòng dỗ bọn trẻ ngủ. Chú Sóc Chun ngồi ngoài phòng khách xem tivi. Sau khi bọn trẻ đã ngủ, vợ anh bưng một đĩa hoa quả đến ngồi cạnh anh. Em có điều gì không vui à? Căn hộ ở nhà Hyun Suk bị phát mại rồi anh ạ, bởi vì mấy tháng nay họ không trả được tiền ngân hàng. Ban đầu mẹ Hyun Suk còn ôm chút hy vọng, nhưng trong lần phát mại thứ hai, căn nhà đã bị bán đi rồi. Chu Sốc Chun đã hiểu tại sao vợ anh lại buồn như vậy. Bản thân gia đình anh mỗi tháng cũng phải trả 1 triệu won tiền vay ngân hàng. Do vậy sự việc xảy ra hôm nay không còn là chuyện của nhà người khác nữa. Anh đã nói rồi mà, những khoản vay vượt quá khả năng của mình sẽ vạ vào thân. Nói như vậy, chúng ta cũng phải bán căn hộ này đi và mua một căn hộ khác. Đúng vậy, trước khi chúng ta chưa bị rơi vào tình cảnh như họ, chúng ta sẽ trả hết 2 triệu won tiền vay ngân hàng và dùng 100 triệu won mua một căn hộ khác. Như vậy, mỗi tháng chúng ta có ít nhất 1 triệu won để đầu tư. Khoản tiền này có thể dùng cho cả nhà, đương nhiên cũng có thể giống như hiện nay là gửi vào ngân hàng, tạm thời chưa dùng đến. Được thôi, cứ làm theo anh đi, nhưng có một điều kiện, bây giờ anh phải đi tàu điện ngầm đi làm. Anh cũng biết rõ tiền xăng mỗi tháng không phải là một khoản nhỏ, đã quyết định phải tiết kiệm, việc này cũng phải làm được, anh thấy thế nào? Chu Sốc Chun hứa sau này nếu không có gì đặc biệt, anh sẽ đi làm bằng tàu điện ngầm. Vợ anh cũng đã đồng ý với quyết định bán nhà. Tuy cả hai vợ chồng đã quyết định chuyển nhà, nhưng việc này liên quan rất nhiều đến việc khác. Căn hộ mới phải phù hợp với tình hình tài chính, vấn đề học hành của con cái và đi làm của người lớn đều phải nghĩ đến. Cho dù là việc gì thì cũng mất khá nhiều sức lực. Sau bữa trưa vừa uống cà phê với Chu Sốc Chun, vừa tâm sự với các đồng nghiệp thân thiết về chuyện của mình. Đúng lúc đó, chủ nhiệm Kim, một người khá am hiểu về đầu tư bất động sản bước vào phòng nghỉ. Sau khi nghe chuyện của Chu Sốc Chun, ông hứa sẽ giúp đỡ anh. Khi đang chuẩn bị uống cà phê, điện thoại của ông đổ chuông. Yongsan sẽ làm khu đô thị mới, 150 triệu won là ok. Thông tin này đã khiến cho phòng nghỉ bỗng trở nên rộn ràng. Chủ nhiệm, nghe nói sắp có khu đô thị mới à? Ở đâu sắp mở khu đô thị mới? À, thông qua mấy người bạn, tôi biết được thông tin này. Căn cứ quân sự của quân Mỹ ở Yongsan sắp chuyển đi. Việc di chuyển căn cứ quân sự và kiến trúc quá cũ kỹ ở trục đường Hang Yan, do đó mới có thông tin sắp mở khu đô thị mới ở đó. Tôi giờ đây đang đau đầu nhức óc với những thông tin bất động sản kiểu như này. Lúc thì thuế bất động sản tổng hợp, lúc thì lại thuế chuyển nhượng, đầu tôi sắp nổ tung ra rồi. Chu Sốc Chun giọng tai lên nghe, mở khu đô thị mới có nghĩa là lợi nhuận đầu tư ở đấy có khả năng sẽ gấp mấy lần so với đầu tư vào các thị trường hiện tại. Nếu như bán căn nhà bây giờ, sau khi trả hết ngân hàng, vẫn còn dư ra khoảng 110 triệu won, cộng với số tiền thưởng sắp tới, vay thêm một ít nữa là có thể đầu tư được vào đấy. Chu Sốc Chun nhờ chủ nhiệm Kim giới thiệu cho một công ty tư vấn đầu tư bất động sản. Hơn nữa, gia đình anh cũng đang cần phải tìm một căn hộ giá cả hợp lý. Nếu thuận lợi thì còn có thể đầu tư. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Chu Sốc Chun gọi điện thoại cho công ty mà chủ nhiệm Kim giới thiệu. Công ty tư vấn bất động sản cho biết thời điểm này là cơ hội tuyệt vời để đầu tư bất động sản tại khu đô thị mới ở Yongsan. Bây giờ có quá nhiều người quan tâm đến khu vực này, ước tính 1-2 ngày nữa nhà ở đây sẽ bán hết veo. Nếu như anh có ý định mua nhà, tốt nhất là nhanh chóng nộp 4 triệu won đến 5 triệu won tiền đặt cọc. Chu Sốc Chun suy nghĩ một lúc, cũng phải đợi đến lúc vào ở mới phải trả tiếp. Đến lúc đó, chỉ cần bán căn nhà hiện tại là có thể giải quyết được vấn đề tài chính. Còn khoản tiền đặt cọc 4-5 triệu won cũng không thể vay ngân hàng, nên anh quyết định hẹn với công ty tư vấn bất động sản đi xem thực tế. Ông Chu, chẳng phải là ông cũng đang định chuyển nhà đó sao? Chỉ bằng ông chuyển đến đây luôn. Ông nhìn xem môi trường ở đây, 2 năm trước, sau khi các ngôi nhà cũ bị dỡ bỏ và xây các khu biệt thự mới. Nếu như ông lựa chọn sống ở đây, đợi đến khi dự án khu đô thị mới khởi động, sẽ có thể kiếm được một khoản lớn. Sau đó dùng số tiền này là có thể đổi sang được một căn khác to hơn. Lợi như thế, sao lại không đầu tư chứ? Nếu như dự án này được thực hiện, nhà cửa trong khu dự án này chắc chắn sẽ rất sập sệ. Nhưng không giống như những gì Chu Sốc Chun nghĩ, những ngôi nhà này nhìn bên ngoài vẫn còn rất mới. Do vẫn chưa liên hệ với chủ nhà nên Chu Sốc Chun đành đặt cọc trước cho công ty môi giới 5 triệu won. Đặt cọc xong, anh cảm thấy rất hãnh diện.
anh cho rằng vợ sẽ rất hài lòng với quyết định của mình. Bà xã ơi, chúng ta gặp may rồi. Nghĩa là sao? Sau bữa tối, vợ anh gọt hoa quả, chú Sốc Chun đã đem chuyện hôm nay kể lại cho vợ. Trời ơi, một chuyện lớn như vậy mà anh không hề bàn bạc gì với em mà lại tự quyết như vậy. Hơn nữa đến giờ chúng ta vẫn chưa bán được nhà. Anh xin lỗi, nhưng quả thực đây là một cơ hội rất tốt. Cơ hội thì không chờ ai cả. Lần sau sẽ tiếp tục thu 20 triệu won, em cũng không phải lo lắng đâu. Đúng rồi, tuần sau anh sẽ được lĩnh tiền thưởng. Mình dùng số tiền này để trả mua nhà là được mà, không có gì phải lo lắng đâu. Chẳng phải công ty anh đã yêu cầu các nhân viên trả nhà ở cho công ty rồi sao? Khi công ty đang gặp khó khăn, làm sao có thể phát tiền thưởng cho mọi người? Đương nhiên, tiền thưởng lần này không phải ai cũng được như trước, chỉ có những bộ phận có thành tích xuất sắc mới được lĩnh. Lần này, bộ phận bọn anh đã được bình chọn vì có thành tích đột phá, mỗi người ít nhất cũng được thưởng 15 triệu won. Câu nói này của Chu Suk Chun đã làm vợ anh yên tâm, cô chuẩn bị ngày mai đến đó xem nhà. Ngày hôm sau, hai vợ chồng anh tranh thủ giờ nghỉ trưa đến trước căn biệt thự đã trả tiền đặt cọc. Ngôi nhà này xem ra vẫn còn rất mới vì mới được xây 2 năm, nhưng không biết bên trong thế nào. Hôm qua anh vẫn chưa vào xem được vì chủ nhà không có nhà, do đó vẫn chưa liên hệ được. Anh đúng thật là đến ngay cả chủ nhà vẫn chưa được gặp, cũng chưa hề xem bên trong ngôi nhà này thế nào mà đã ký hợp đồng. Công ty bất động sản cho biết 1-2 ngày nữa các căn nhà ở đây sẽ bán hết. Em xem lúc đó phải làm thế nào, nên anh đã. Chú Sốc Chun trách vợ chỉ luôn quan tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt. Vì đã tới nơi nên hai vợ chồng muốn vào xem bên trong ngôi nhà, vợ anh bấm chuông. Ai đó? Chào bác, chúng tôi là người hôm qua đã ký hợp đồng mua căn nhà này. Chúng tôi muốn vào xem bên trong ngôi nhà. Cái gì? Chủ nhà giận dữ nói họ không hề muốn bán nhà, tại sao lại mạo nhận hợp đồng mua bán nhà? Gần đây đều có tin vùng này sẽ mở dự án khu đô thị mới, do đó có rất nhiều người bị lừa. Tại sao trước khi ký hợp đồng, anh chị không tìm hiểu trước? Chủ nhà từ chối không cho họ vào nhà, lạnh lùng đóng cửa lại. Chú Sốc Chun ngồi phệt xuống đất. Vợ anh kiến nghị nhanh chóng tìm cái công ty tư vấn bất động sản đó. Cô kéo anh đi. Trên đường đi, họ liên tục gọi điện thoại cho người đã ký hợp đồng với Chu Sốc Chun hôm qua, nhưng đều không liên lạc được. Càng đến gần công ty, tim Chu Sốc Chun càng đập mạnh. Khi nhìn thấy cảnh tượng những tờ giấy vứt tung tóe trên sàn nhà và những chiếc bàn nằm chỏng chơ dưới đất hiện ra trước mắt, tất cả sự việc đã trở nên rõ ràng. Chu Sốc Chun oán hận mình ngu xuẩn. Trong có mấy ngày đã tự chui vào thòng lọng của bọn lừa đảo giăng sẵn, nhưng tất cả đã quá muộn. Đúng là tham quá hóa ngu, vợ anh nổi giận lôi đình, nhức móc Chu Sốc Chun hồ đồ. Đã đến nước này, anh biết không thể xoa dịu vợ trong chốc lát, anh chỉ biết hứa với vợ về sau sẽ không bị lòng tham làm lóa mắt, sẽ từng bước thực hiện ý tưởng tài chính của mình theo kiến nghị của giáo sư Masu. Hy vọng vợ có thể hiểu cho anh. Và anh cũng chỉ biết an ủi bản thân vì vẫn chưa bị mắc lừa thêm nhiều tiền hơn. 2 tuần sau, Chu Sốc Chun và vợ căn cứ vào tình hình tài chính mua một căn hộ rộng 73m². Tuy căn hộ này đã khá cũ nhưng tìm được một căn nhà phù hợp này là quá may mắn. Để tránh mắc phải sai lầm như lần trước, lần này họ đã yêu cầu đối phương sau khi xuất trình bản công chứng đăng ký kinh doanh và chứng minh thư của chủ nhà mới ký hợp đồng. Khi không còn áp lực của nợ nần, Chu Sốc Chun thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều và lấy lại được sự tự tin vốn có. Sau khi hoàn tất hợp đồng với công ty môi giới bất động sản, anh và vợ đứng ở lan can ngắm nhìn tổ ấm mới của mình. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Kể từ ngày hôm nay, sẽ kiên quyết thực hiện theo dự toán chi tiêu hàng tháng. Chắc chắn sẽ có ngày vén mây thấy mặt trời. Cố lên, Chu Sốc Chun.